mừng tân trưởng phòng. Gì vậy, hai người nói gì vậy? Hai là trưởng phòng. Sếp nữa, ngoài sếp ra thì ai xứng đáng cái vị trí trưởng phòng nữa. Ủa, giờ mình về hả sếp? À, hay là để em tính đưa đi sếp? Sếp ơi, mình đi tầng 2. Tầng 2. Em trưởng phòng mới tới. Theo hai người thì tôi ăn mồi trước hay là uống rượu trước? Nhân viên mà không biết thủ trưởng của mình thích gì à? Ê, có một cái tin rất là hot luôn, muốn nghe không? Tin gì? Sắp tới á phòng mình có trưởng phòng mới. Ủa thì phòng mình là cần phải có trưởng phòng mới là chuyện đương nhiên rồi. Tưởng có gì đâu hết. Trời ơi ông sao vậy? Cái chuyện đó là cho tụi mình lên luôn đó. Ủa, nói như bà có nghĩa là tôi với bà là hai ứng cử viên sáng giá nhất của chức vụ trưởng phòng? Ông tỉnh lại giùm tôi. Cái người mà được nhắm tới là anh Bách Phó Phòng kia kìa. Trời ơi anh Bách Phó Phòng. Ừ. Đâu có gì đâu lạ, ảnh làm trưởng phòng là đúng rồi, tại ảnh giỏi mà. Trời ơi, tôi nói tới vậy mà ông cũng không hiểu hả? Tại sao? Tụi mình á là thân cận nhất của ảnh, cùng chung chí hướng với ảnh. Ảnh mà lên, không phải tụi mình cũng lên luôn hả? Chưa. Ê, nhưng mà làm sao bà biết được là ông Bách là ông sẽ vô chức trưởng phòng? Nè, tin mật, tôi chỉ nói mà mình ông biết thôi đó. Là như vậy, ông Tùng á, ông muốn lên làm chức trưởng phòng, cho nên á hả bây giờ đi nịnh nọt sếp nè, rồi đi nói xấu ông Bách tùm lum hết đó. Trời, còn lôi kéo nhân viên này kia kia nọ nữa, ghê lắm. Muốn hồn. Nhưng mà cái chuyện này á đâu qua mặt được sếp lớn. Sếp lớn biết hết. Nói như vậy á loại được ông Tùng vậy chắc chắn là ông Bách là chức trưởng phòng. Chưa. Ê mà tôi nói nghe nè, nãy giờ bà nói toàn tin mật không à? Ta tin mật ta giấu kín làm sao bà biết? Thì đâu đó là tin mật, tự nhiên tôi nghe được. Bây giờ tôi nói mình ông thôi, thì ông đừng nói ai hết nha trời. Ờ, tin mật mà đâu đó hả? Ok, cái này là tin mật cho nên cùng lắm tôi nói người nghe thôi. Vậy hả? Hai, ba. Chúc mừng tân trưởng phòng. Gì vậy? Hai người nói gì vậy? Ai là trưởng phòng? Sếp nữa, ngoài sếp ra thì ai xứng đáng với cái vị trí trưởng phòng nữa? Cậu Tùng, nếu cậu được nhận chức vụ là trưởng phòng, cậu có ý định thay đổi vị trí của cô Hồng và cô Tình? Dạ sếp. Theo cậu thì sao? Cậu nghĩ gì về năng lực của hai người đó? Trời ơi, thôi thôi, ngồi xuống đi nói chuyện. Đây nè, để tôi nói cho mà nghe. Ban giám đốc á vẫn còn đang bầu chọn, bây giờ chưa biết là ai nữa. Rồi hai người làm vậy, lỡ phòng ban khác người ta nhìn thấy tôi, rồi người ta nói tôi này nọ làm sao? Với lại tôi cũng không có quan tâm tới chuyện thăng chức đâu. Trời ơi trời, sếp ơi, sếp nói gì mà nghe em tỉnh vậy sếp? Nói chung á thì tôi chỉ cần giống y như giờ là được rồi nè. Cứ sáng đi làm, rồi tối về với vợ con, vậy là đủ rồi. Trời ơi, sếp còn trẻ mà sao sếp vui thú điền viên sớm vậy? Một người sếp vừa tài năng mà vừa khiêm tốn vậy nữa. Em cho sếp một phiếu liền. Sếp em ơi, sẽ cho sếp thêm một phiếu của em nữa. Thôi thôi được rồi, nói chung á là bây giờ tôi không quan tâm tới chuyện thăng chức đâu. Nên hai người bình chọn cho ai cũng được.
Ờ thì nếu mà ý sếp như vậy á thì thôi, hay là mình đồ chọn cho anh Tùng nè. Dạ lúc đó thì sếp đừng có trách tụi em sao mà trở mặt lạnh lùng. Nói chung á thì anh cũng nói rồi, hai đứa muốn bình chọn cho ai cũng được hết, nhưng mà anh nghĩ á là hai đứa nên loại Tùng ra khỏi danh sách đi. Tại vì theo anh biết á thì Tùng là một người nịnh nọt, mới được cái vị trí hiện tại chứ năng lực thì không có nhiều hết, nên hai đứa nên cẩn thận nha. Dạ. Mà có chuyện này anh tâm sự nhỏ cho hai đứa nghe nha. Dạ. Đừng có nói lớn cho ai biết hết, nếu mà nói anh là anh chối đó. Bởi vì đại sếp không được ba mặt một lời. Không phải, tại cái chuyện này chuyện có thật, nếu dạ mà lỡ lọt ra ngoài thì sẽ không hay. Dạ. À, theo anh được biết á thì Tùng á là cháu họ của sếp. Rồi chuyện mặt đất đây, nên cái vị trí hiện tại á là do Tùng năn nỉ sếp mới được thôi. Dễ sợ quá, một cái người như vậy á mà lên làm trưởng phòng sếp của mình làm sao mà được. Chết liền. Ủa mà sao sếp biết rõ chuyện anh Tùng quá vậy? Cái chuyện này á thì cũng trong một cái lần mà hơi quá chén nên sếp mới tâm sự cho anh nghe. Với lại chuyện cũng rõ ràng thôi, anh với lại Tùng á làm gì với nhau cũng đã lâu rồi thì anh phải hiểu rõ tính Tùng chứ. Nên mọi người nhớ, làm gì thì làm, từ bây giờ nên cẩn thận Tùng. Rồi, nói như vậy á là đừng có mơ mà em bầu chọn cho nó. Rồi, thôi được rồi, hai đứa làm việc đi. Dạ. Giờ này là nghỉ trưa, đi ăn trưa ở căng tin. Dạ. Sếp đi làm không sếp? Thôi được rồi, hai đứa đi trước đi. Tân trưởng phòng. Dạ em chào tân trưởng phòng. Thôi được rồi, nhỏ nhỏ thôi. Không, đưa đây em phụ cho. Trời ơi, cái gì mà ghen nhiều dữ vậy? Cái gì mà nặng nhớ vậy trời. Alo, nghe rồi, tôi đang trên đường tới. Anh giúp em một tay được không? Chờ tôi chứ. Sao em? Cái này nặng quá, anh giúp em một tay vâng lên trên được không? Thông cảm đi, anh đang có việc gấp lắm. Có gì tự khiên nha, lần sau giúp cho nha. Nha. Cha này thiệt. Thôi. Ủa? Anh Tùng nhà mình á trăm công ngàn việc, mấy cái này anh đâu rảnh làm. Cảm ơn. Gì vậy trời? Ê, chờ thằng Mai đi. Ôi nặng gì giận dữ trời. Ôi sếp hỗ trợ giùm em cái cầm giùm em cái em ấy mất đồ giùm em cái đưa không ạ? Cho nhìn thử coi anh có tay nào rảnh đi phụ em không? Dạ thì em thấy là dạ hình như là tay sếp đang hơi bận cho nên sếp cứ bước đi và đừng ngẫm nghĩ ạ. Tốt. Là đàn ông á thì mình phải tự làm hết tất cả mọi chuyện. Mai mốt để coi nếu mà có cân nhắc chuyện gì á tôi sẽ mà thôi để tính sau đi ha. đàn ông đàn bà là gì kỳ vậy trời. Ê áo đen. Ủa trời đất ơi, bưng cái gì dưới đây để tôi phụ. Không cần. Tùng thì là không có cần phụ, tại vì á mất công á là nhờ phụ xong rồi cái phải kêu đúc phiếu này phiếu nọ mệt lắm ha. Thôi để tôi ginh phụ cho. Không, nói chung không cần. Tạm biệt. Trời đất ơi, cái phòng nhân sự gì ai cũng kỳ cục quá vậy trời. Sếp, nhờ sếp ký giùm em cái khoản chi văn phòng phỏng tháng này nha. Đây, đưa anh ký cho. Mà hôm nay á có tình hình gì mới không? Trời đất ơi, sếp hỏi mới nói nha. Sáng nay nè ông Tùng cũng suốt chiêu rồi sếp, lấy lòng cấp trên y như sếp nói luôn. Vậy đó hả? Không ấy á, sếp thuận theo ý trời. À không, ý của boss
là sếp lên làm trưởng phòng đi, chứ không mà để ông Tùng lên á là chết tụi em luôn đó. Con bé này thiệt tình, anh cũng đâu có hợp đâu. Ủa ông Tính, vụ gì hầm hầm vậy? Có chuyện gì hả em? Trời sếp, em vừa mới bị sếp tổng á xỉ vả cho một trận, vì tội là có hành vi ứng xử không đúng đắn với đồng nghiệp trong công ty. Đúng rồi, là sao? Thì hồi sáng đó em bưng nguyên cái chồng hồ sơ đó mọi người nhớ không? Cái em nhờ mọi người là cầm giùm em chút đó, cái mọi người bỏ đi. Xong cái có người giúp em, đó là ông Tùng. Ông ba vô ông giúp, nhưng mà em là cái người rất là trung thành với sếp. Em vô, thôi không ấy, em xỏ xiên vài câu. Lát là lên uống trà sếp tổng này. Trời đất ơi, cũng tại cái mồm miệng của ông nữa. Mà anh Bách á, anh đã dặn rồi. Đâu có ai đâu, nhưng mà tại tức hiểu không, mình xỏ xiên vài câu. Thôi, coi như là qua cái chuyện này á, mình rút kinh nghiệm đi. Mà nên nhớ, đừng bao giờ đắc tội với tiểu nhân. Thưa sếp, để trả lời câu hỏi của sếp thì em xin có ý kiến như thế này. Thứ nhất, anh Bách là người quản lý trực tiếp của hai người đó, thì dĩ nhiên cái ý kiến của anh có thể sẽ chính xác hơn của em. Nhưng riêng bản thân em, trong quá trình mà em làm việc chung với họ thì em thấy họ không tới nỗi tệ như vậy. Chẳng qua là trong thời gian họ làm việc, họ không có trưởng phòng dìu dắt thì họ có hơi lơ đễnh công việc một chút xíu. Nhưng mà em nghĩ là cái việc nhận xét họ thì nên để cho cái người trưởng phòng mới sắp tới, người ta sẽ tiếp cận với họ nhiều hơn, sẽ nhận xét họ chính xác hơn. Trong cái thời gian này thì công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Những nhân viên nào không có năng lực thì sẽ tinh giảm biên chế, điều đó là chắc chắn. Dạ, em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của sếp. Chuyện công việc á là công việc, không thể nào đem chuyện tình cảm vô được. Cô là người đứng ra trực tiếp quản lý họ, nên tôi biết rất rõ về họ. Còn cậu á, không thể nào xen chuyện tình cảm vào chuyện công việc được. Như vậy sau này làm sao mà cậu làm chuyện lớn? Tôi hỏi cậu này, cậu có nghe người ta đồn đại, người ta nói là cậu là cháu vợ của tôi hay không? Dạ thật ra thì em có nghe. Thế cậu nghĩ gì, có phản ứng gì không? Thật ra thì giống như sếp vừa nói lúc nãy, cái người mà nhân viên tốt á, người ta sẽ biết được sếp mình muốn cái gì. Và ngược lại, với quan điểm của riêng em thì một người sếp tốt, người ta cũng sẽ biết được nhân viên của mình như thế nào. Và dĩ nhiên một người sếp đó sẽ nắm được sự thật của mỗi câu chuyện trong công ty. Giống như ngày hôm nay, sếp không biết là phải ăn trước hay là uống trước, nhưng em biết thật ra tất cả mọi chuyện đã nằm trong sự tính toán của sếp, ngay cả cái chức vụ trưởng phòng. Chính vì vậy mới có được cái buổi gặp mặt ngày hôm nay. Em nói như vậy có đúng không sếp? Ủa, giờ mình về hả sếp? Hay là để em tính bill nha sếp? Sếp ơi, mình đi tầng 2 nha sếp. Tầng 2? Ê, mọi người đoán coi ai lên chức trưởng phòng? Ông Bách, chắc chắn là ông Bách. Mọi người tới sớm vậy? Dạ, chào anh Bách. Dạ. Ủa, mà hôm nay sếp sắm đồ mới, giày mới, đẹp trai quá ta. Trời ơi, chắc chắn là biết lên chức trưởng phòng nên chuẩn bị kỹ càng nè. Đâu có, cái này á là do vợ anh mới vừa sắm, rồi cái bắt mặt vô luôn vậy đó, chứ anh cũng đâu có chuẩn bị để lên chức gì đâu. Dạ. Dạ. Mọi người tập hợp đầy đủ rồi phải không? Dạ, dạ. Xin mời. Rồi, hướng mắt nhìn ra cửa, thấy không?
trưởng phòng mới tới. Hả? Là cậu Tùng. Tầm bậy tầm bạ. Đây mới là trưởng phòng mới nè. Vô đi anh ơi. Mời. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Phong, trưởng phòng mới của chúng ta, được đích thân sếp nhà mình tuyển chọn. Mọi người có gì giúp đỡ anh Phong nha. Mọi người nhìn đi nha, đây là trưởng phòng mới. Dạ. Người sẽ về đây lãnh đạo phòng ban này, giúp cho phòng ban chúng ta càng ngày càng phát triển, làm việc càng ngày càng tốt. Đặc biệt có người này, nhìn mặt đi đẹp trai không? Nhưng đầy nguyên tắc. Người này sẽ là một trong những người sẽ đứng ra đẩy lùi cái tệ nạn ăn đằng sống nói đằng gió, đâm bị thóc thập bị gạo, đặc biệt là tệ nạn nói xấu người khác sau lưng, để cho phòng ban chúng ta càng ngày càng đoàn kết và vững mạnh. Vỗ tay.